Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị. Thì hôm nay ở cái clip quay ngày hôm nay, em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái dòng gạt tông Sunrise. Đây là cây lai từ cây Thái Bình, cây rừng của mình đó nha cô chú anh chị. Trời ơi, cái bông không thể tưởng nổi là nó quá trời to luôn các cô chú anh chị. Quá đẹp. Cây này nó đang cho hoa. Vòi bông còn này. Quá đẹp. Quá đẹp cho một cuộc tình. Gạt tông Sunrise nha các cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà mình chịu chơi thì hốt cái giò này về 3 triệu bỏ chậu lại nha các cô chú anh chị. Đóng cái chậu không nổi đâu. Cái chậu này đóng đi là bể chắc. Ngắm em quay lên cho các cô chú anh chị mình ngắm hoa chơi. Đây. Gạt tông Sunrise nha các cô chú anh chị. Đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Mầm thì lên được một vài măng. Tại cái này có chưa có kích mầm. Cái này là cây đang lên tự nhiên. Nên là nó không được nhiều. Nó khoảng 6 mầm đang lên thôi. Phía dưới nó đang chi chít mầm đang lên. Đây mầm. Mầm bên kia. Cái này là cây. Cây này chắc lúc trước. Lúc trước lá lú đồ đẹp. Đẹp lắm các cô chú anh chị.